nó chạy lại bên năm sắp cái cây. Còn mít tố nha, mít tố với mít mì. Phương được chưa? Rồi, Phương là đứa đầu tiên. học sinh ngoan, học sinh cưng. Kinh luôn. Chờ không? Thôi cho bài đi ha. Sắc nhãn là gì? Là một loại trái cây rất thơm và ngọt. Sắc nhãn là gì? Hỏi đi nào á, coi đi. Ừ, coi lại đi, nhanh lên, 30 giây. Sắc nhẫn là gì? Hai mẹ cũng tập đi, chẳng mẹ. Rồi cái thuốc nó đâu? Hôm qua họ bỏ chúng tập chi lên đây đi. Hồi ấy người ta học một cuốn thôi, học chi mà không thấy ghi hết rồi thầy ơi. Đây là cuốn mình đang học. Nào cũng kia đặt mấy bàn rồi đó, bỏ con lại đó. Trời ơi, sao con khỏi lợi nhờ đó con? Bệnh vậy? Trời ơi, thấy Sương nó làm một bàn lên nó mệt, nó thở rồi nè. Không từng là bác sĩ. Trễ mà chứ đau hết trễ mà chứ đau chạy rút mà. Thế thì sao vậy? Không nói vậy. Bạn này, bạn đi thầy Bali đúng không? Ừ. Bạn học lực lượng thích gì? Em nói ngay chứ đâu có tâm thế rồi người gì đâu mà có tâm quá đúng rồi cái xe xe làm sao đi cho nó nghỉ nè tính ra nè có dữ không có nhà là chi đặt nhãn là chi? Để cho nó chi để mà đặt nhãn chất xuất nha. Ngoài khóa mà quý vị đi đó quý vị vui lòng nha theo xếp theo vùng nhỏ muội làm nhà em nói mình đứng cái này rồi đi ăn cái mùng hả rồi mày nướng mày giang cái mùng vô luôn mày chui cho mày nướng hả nướng luôn trời thì đất ơi phân gì muốn rồi được rồi không không là một cái ổ cho nó cắt lá chuối thật cái ổ cho nó chui vô như tôi thôi đâu biết dưới quê heo người ta cho ngủ ụ chuối không làm gì biết
với cho thử biết ở trên chùi nha. Không, người ta có cái chuyện tự nhiên, cái ừ, giống lá chuối nè, chị nổi thân vị. Cắt cắt hết vườn luôn á, không đủ luôn. Chưa đi chợ, chưa đi chợ quậy. Trời ơi, nhà bà Tú đã quơ. Phải nhà bà Tú chứ. Rồi một nhãn là chi. Một nhãn là chi. Mì đã vô. Một nhãn là chi. Sắc tâm hồn cũng sắc nhiệt lan tỏa trong đó thứ bảy của con người mê ảnh tự sắc nhiễm bầu cái này để hay là mê thâu thâu đi vậy nói cảnh sắc sắc đập rớt cái sắc giờ nó con nói tự con nói ra đừng sắc nhãn là thứ bây giờ con nhớ sao con hiểu là con nói vậy không tự biết chữ tiếng con chưa nghĩa là sắc trong hồn của sắc nhiều là nơi để thu là nơi để thu cảnh là nơi để tiếp nhận cảnh sắc hoặc thu được cảnh sắc ở lớp thứ bảy của con người chưa. Giờ con nói là sao mà cho nó một cách hơi liên tục rồi nó đầy đủ rồi những nghĩa thì cũng cần nhớ thôi bỏ ra cũng được. Xác nhận là xác tâm hồn của xác nghiệp nằm trong lớp thứ bảy của con người. Đúng. Đừng để làm gì. Là nơi của tiếp thu cảnh sắc. Ừ. Đó, nơi đi thu bắt biết cảnh sắc. Sao mới lắm vậy thôi. Nha. Ừ, có nhớ. Thầu giới cổ hà. Bây giờ hỏi người khác nha. Cụm cái câu đó. Cụm cái câu y hệt như cái câu kia. Sáng nhã là gì? Bà đâu nữa. Sức nhã là cuốn sắc trong mình chỉ sắc nhã ở trong lớp bảy con người là nơi chứa đựng cảnh sắc, chứa đựng hơn những bệnh nội thu khi mà là thu hồn thu hồn thu đựng cảnh sắc thu đựng con mắt là như cái vỏ vậy đó thu đựng. Rồi bà Vinh. Cảnh sát là gì? Là cảnh sát trong ngoài các nghiệp lan tỏa trong lớp thứ bảy của con người. Chị nhìn những đọc áo. Em nhớ về không? Nhớ về nói nghe rồi. Trời đất ơi. Bữa có học không? Cho giờ trả lời kỳ vậy. Không trời. Ờ, nó giống giới nha. Đúng rồi. Ủa. Có không? Tụi thấy không? Mẫu nha. Ném cái tôi tin là đất giới rồi. Đừng có tin nữa trời. Rồi, nó là cái nhãn. Bữa nay mình qua cái sụp tá. Sụp tá, sụp đá là cái sắc nhĩ thanh triệt. Thì còn cái số 5 rồi đó là nó gì? Thứ 6 sắc nhĩ thanh triệt. Ah.
Upasana. Là thứ thắt sắc thân triệt của sắc nghiệp. Đúng rồi, đang xe. Lan tỏa ở nơi có hình dáng, tựa như một vòng tròn. Bên trong lỗ tai bên trong lỗ tai thâu đạn âm thanh, âm thanh làm cảnh cho nhĩ thức biết, âm thanh. Đầu tiên là nó vị trí, vai trò, công việc của nó. Tôi đang đi kiếm cái lỗ tai, tôi gửi cho những quý vị xem. Cái hình rất là đẹp, nhìn nó nói gì sáng. Quý vị thấy hình như không? Như là hai trời xíu. Có ai có bị cái hội chứng sợ lỗ không? Không có người tái dưới đi. Cái hình khác nữa cho cái vị xem cái đường âm thanh nó đi nha. Đó là chưa có âm thanh đi đúng không? Thì đâu có âm thanh đi. Rồi thì chờ thì mình sẽ cho âm thanh nó đi. Hay lắm. Cái này là sinh cái mặt thần kinh.
đơn giản. Để hình như nó phức tạp đó. Xin nói chuyện này trước. Giờ dẫn sinh học nè. Bây giờ sinh học rồi. Có gì chưa nhỉ? Ồ. Rồi bây giờ từ ngoài vô ha. Chúng ta gọi á, gọi là cái tai hoặc là cái lỗ tai. Mà mình nghe nói là mình không có tai ha. Đó là người ta chỉ nói cái bàn tay thôi. Để không có nói bàn tay thôi thì đủ. Thế người ta nói lỗ tai trâu á. À, thì chỉ nói cái lỗ, cái ấm tai thì chưa đủ. Thì đủ. Thì nó chỉ là tai ngoài mà thôi. À, mình phải nói nghe đó là gì? Tai giữa và tai trong mới quan trọng. Không tai giữa. À, tai ngoài không có quan trọng nhiều lắm đâu. À, mình coi âm thanh nó đi ở ngoài đó. Cái vành tai có chức năng gì? Cái thu, bự luôn. Đúng rồi, nó có chức năng là nó thu bắt âm thanh. Cái âm thanh nó vang trong không khí đó. Đi với cái dạng sóng âm. Cái âm thanh, cái tai này nó hướng tai ai mà càng bự là càng hướng. Đúng rồi. Cho nên được tai Đức Phật không chụp bá luôn vậy đó. Hướng được nhiều. Giống như tay anh vậy đó, uống cái chảo bự vậy đó, hướng được nhiều. Hướng là hướng âm. Cho nên ngài nghe được tiếng con này kia luôn mà nghe đâu được. À, hướng hướng là thành. Đi theo cái đường ống tay ấy. Để đi vô trong. Nó làm gì nè? Nó làm rung màn nhĩ. Rung màn nhĩ. Thấy các bạn nhĩ ơi. Mình đi làm kìa. À, cưng không? Để chơi cái màn. Rồi đó. Nó rung cái màn nhĩ. Lúc này ở bên đây này nó không có rõ ràng. Nó truyền qua nguyên cái đoạn mà xương nhỏ thấy không? Thấy chữ xương nhỏ không? Đó, nó rung, nó truyền cái tín hiệu âm thanh qua đó đó. À, thấy nó nhỏ xíu không? Từ cái màn bình nhảy rất là bự không? Cái nó rung, cái nó không thu gom âm thanh, nó khuếch đại âm thanh lại đó. Cái nó đi qua cái đường ống nhỏ để mà nó nhả ra cái ống bự. Vô một ốc. Ờ, không, nó đi vô một ốc. Ồ, nó đi vô một ốc. Thấy nó có cái chui đi vô ốc không? Ờ, lẫm cái chui đó là hết nghe đó. Cái y chang giống như là con robot vậy trời. Ê, con robot trong y hệt vậy đó. Gọi lẫm cái chui đó là hết nghe đó. Cho nên là phải cẩn thận nghe vô dầu nhớt rồi cho nó im nghe được. Ờ, à, còn cái xương nhỏ đó, nó chọt bên kia đó để nó truyền qua giống như cái né cái tai nghe vậy nè. Đó, nó chọt vô vậy đó. Chiền âm thanh vô lại chọt vô trong này. Hai chui nữa. Đó, nó chiền vô trong bên cái ốc tai. Rồi trên cái ốc tai vô thấy nó có cái hình gì? Hình tam ốc. Ô, hình tam ốc. Hình tam ốc đó một bầy thần kinh. Một bầy thần kinh nó nằm giở đó đó. Cái âm thanh nó sẽ đi vô con ốc. Nhưng mà vô thấy nó đặc biệt hơn cái hình một ốc. Nên trên nó sẽ làm cho âm thanh sao? Vang. Hình con ốc là âm thanh nó vang. Ờ, giống như mình đứng trên hang động như đó, mình chưa nói đó. Ô, cho tới khi nào nó hoàn toàn mất âm thanh luôn. Như vậy là nó có khả năng quất đại lần thứ hai. Ờ, khả năng quất đại lần thứ hai ở trong cái ốc tai đó để chi ở các tế bào thần kinh nó tuốt ở trong cái đít á. Nó cũng nhận được. Tức là chắc luôn, dù vô đó là chỉ có cái để tôi bắt thôi, không còn đường nào để chạy nữa. Nè, hiểu không? Và nó bắt tới cái đít luôn á, ghê đó. Xuống dưới này nè, còi gõ hơn. Nhưng mà nó quá nhiều nên vô đuối á. Hình này nó thiệt hơn nè, thấy không? Vừa thấy hai cái chui nó gắn qua cái ốc tai không? Thấy không? Cái đít nó gắn hai cái chui qua đó. Một cái là dắt 3.5, cái là tay si nha. À, cấm qua cái ốc tai đó. À, để mà nó phòng trường hợp lỡ cái này mà nó lỏng bọn kia mà chiều được hai cái hết thì xịn đó. Vô rồi vô coi là nó đi vô rồi, thấy không? Thấy đường nó đi vô à? Nó đi vô một vòng, cái nó đi vòng trở ra trở lại.
nhìn đây, nhìn đây, lúc mà nó đi vô đó là nó sẽ được giữ lại, sẽ được giữ lại, rồi sau đó nó trở thành cái gì rồi, cái ốc tai mà nó bắt cái âm thanh nó đây, âm thanh nó đã trở thành cái gì rồi, xung thần kinh, nó đã trở thành xung thần kinh rồi, nó đã trở thành xung thần kinh rồi, à, vô thấy có cái tiếng tiền đình không? Đâu. Nè cái chữ tiền đình này, cái con tròn chỗ của tôi nào thấy chữ tiền đình không? Dùng kéo xuống này là ngay cái chỗ này, được chưa? Để tôi zoom nhìn nha, để ý nha, tôi zoom nó lên nha, để ý chỗ đó nha. Đây như cái con đĩa vậy đó, nó có xíu xíu này nè, cái này nè. Không có cái tiếng tiền đình này, con người chúng ta đi hay chưa không được. Đi là té liền. Mình đừng có tưởng đi, mình học sinh học đó, mình chỉ học được có một tẹo thôi. Con người có đôi chân cấu trúc hình vườn, có thể nâng đỡ được, có thể giúp cho cơ thể di chuyển được, chứ mà đá chí dám thẳng đứng không có nha. Không có cái tiếng này là mình đi là mình ngã như cái gió thổi như cái cây vậy, nó ngã tới vậy luôn à. Cái tiếng nó đúng rồi, cái tiếng đó là cái tiếng thăng bằng, nó giữ cái thăng bằng cho mình. Tiếng rất là quan trọng luôn. Ai mà hư cái tiếng nhiều đó là cái loại tiếng là bị mất thăng bằng, đi diễn rất là dễ té. Đúng rồi. Thì chóng mặt thì tại vì nó không có thăng bằng được gì đó. Đúng rồi, giống như đi chiếc dây vậy. Mặc dù nó nhỏ xíu gì đó nhưng mà nó rất là quan trọng. Không, mỗi cái con ốc cũng dứt trong cơ thể mình đều quan trọng hết á. Hư là thay cũng được, hàng là mắt, đẻ ra một lần một là phải xài tới chết thôi vậy đó. Má không có được phụ tùng theo mới chịu dặn má, má đẻ ra má đem theo bộ phụ tùng đi. Để cho đặng mà hư rồi ta lụm vô ta thay được, dặn ra ha. Quý vị học cái này quý vị mới thấy trời ơi, người như cái cỗ máy vậy đó. Người như cỗ máy vậy đó. Mà cái này là cái phần cứng nè. Rồi mấy cái này nè, giống như cạc âm thanh, cạc đồ họa vậy đó. Xong cái có cái phần mềm cho nó chạy, cái nó sử dụng, cái nó trỏ đến cái con ốc này nè, cái con ốc này nó làm việc, cái nó lấy cái tín hiệu vô trong cái phần mềm xử lý. Hay ha. Ê, như cái máy tính thì đang làm gì khác á. Có những cái người ta bị viêm xoang, viêm cầu nang rồi đó, lắm ra đó. Thì du chỉ nhìn thấy là nó có ba cái vận đó, cái vận ở trên có cái ngay cái chỗ mà cái thần kinh nó, cái dây thần kinh á, thấy không? Dây thần kinh á, thần kinh mặt, thần kinh tiền đình, thần kinh ốc tai đó, thấy không? Nguyên cái đám thần kinh nó chọt vào cái lỗ đó, thấy không? Cái lỗ tay trong đó thì như vậy thần kinh nó đi đâu? Thần kinh nó đi đâu? Cái dây thần kinh đó đi lên não. Thấy không? Nó khoét lỗ, nó chọt cái cọng dây xuống là nó ghim điện dưới. Nó ghim điện vô trong cái lỗ tai. Giờ mà nó lấy tín hiệu nó đi lên. Nó cũng truyền lắm. Tín hiệu qua cái đường đó. Vô thấy cái chỗ mà thần kinh ốc tai không? Thấy không? Thấy vàng vàng mà nó sẽ đâm xuống cái ốc tai không? Nè, chỗ này nè, đó. Thì như vậy nó lan tỏa ra khắp cái ốc tai. Tức là cái ống tai, cái ốc tai đó, cái cấu trúc nó rất là đặc biệt. Cái cấu trúc nó rất là đặc biệt. Và cái cấu trúc đó nó bắt được các tín hiệu âm thanh và nó truyền thành tín hiệu điện. Chuyển hành tính điều điện ở trong cái ống tai đó, và trong cái ống tai nó truyền theo cái hệ thống thần kinh ống tai đó đi lên đâu? Lên não. Lên não, được chưa? Rồi Du mới thấy nè, nó sao có nói thần kinh mặt rồi thần kinh tiền đình rồi tùm lum hết trơn nữa là sao? Là sao? Cái thần kinh nó có liên quan tới cái ống tai không? Thần kinh nó có liên quan tới cái ống tai không? Cả các bộ phận trong cơ thể đều liên quan với nhau. Nhưng mà cái hệ thống thần kinh nó không trực tiếp liên quan gì đến chẩn hình hết.
nhớ nha. Mà tất cả cái đó đó là các tín hiệu được truyền dẫn từ não suốt. Ví dụ thần kinh mặt nè, giờ che mẹ hết rồi, cười cái coi. Đó, tại sao kêu cười cười được vậy? Não nó truyền tín hiệu theo cái thần kinh nào nè, thần kinh nào, thần kinh nào? Thần kinh mặt số 7. Đó, thần kinh mặt số 7 nó truyền cái thần kinh mặt số 7 xuống dây điện đó, nó dẫn xuống tới đó, được không? Đó, dây điện nó truyền các tín hiệu, nó dẫn xuống tới đó. Cái tín trong cái tín hiệu đó, nó sẽ có những cái tín hiệu là co cơ xuống mấy, co cơ xuống mấy, co cơ xuống mấy, co cơ xuống mấy, co cơ xuống mấy. Được chưa? Sau cái nó co một cái. Nó nhanh ghê quá. Đâu có đo thời gian. Nó cho kịp từ từ méo rồi. Vậy có những người mà họ tai biến sao cái họ cười như họ cười gì nè? Nó cười là tại sao vậy? Đứt dây kinh nó bị đứt dây kinh. Nó dễ tai biến đứt dây kinh. Tức là cái đường dẫn truyền xuống nó không có bị đứt, nhưng mà ở trên não á. Ở trên não á, cái vùng mà điều khiển ra, đúng ra nó phải ra tín hiệu là 5 tín hiệu. Nếu ra 5 tín hiệu, 5 tín hiệu nó theo dây thần kinh truyền xuống, được không? Dây á thì chưa có bị cháy, nhưng cái CPU cháy mẹ rồi, được không? Cho nên ở trên này thay vì nó ra 5 tín hiệu thì nó ra có 3 tín hiệu hả? Nó cũng truyền xuống thì nó cứng nó chịu, thì còn cái cơ kia nó còn được, để đâu dây, đâu ai quản lý nữa đâu. Hiểu chưa? Cái cơ nó vẫn hoạt động. Cái cơ nó vẫn nằm đó. Nó là cơ tự do. Cái cơ nó vẫn nằm đó. Nó chạy như cái cơ vô đấy, nó đâu có bị thúi gì đó. Nó vẫn nằm đó. Nhưng mà sao không hoạt động nữa? Tại vì sao? Trung ương nó bị quấn bằng sắt cho nên bị liệt rồi. Ủa mà tại sao cái vụ mà bị liệt đó là do nguyên nhân là đứt dây thần kinh đúng không? Đứt dây thần kinh á, mình phải hiểu là dây thần kinh trên não á. Tại vì á, não nó cũng mới được nuôi dưỡng, hiểu không? Não nó cũng mới được nuôi dưỡng bằng chi? Bằng máu. Máu nó quan trọng, nó được nuôi dưỡng bằng máu. Nhưng mà bây giờ máu nó cung ứng với bất chợt bị nghẽn, không có máu thì cái vùng đó là sao? Nó chết. Cái vùng não nó chết. Mà cái vùng não đó là nó phát nó có trách nhiệm là nó phát ra cái tín hiệu số 4, số 5 hồi nãy đó, mà để mà điều khiển một số cái cơ. Nhưng mà bây giờ nó chết ngủm rồi, đâu có ai làm đó. Không ai làm hết, cho nên cái vùng cơ đó không được điều khiển. Nhưng mà có một cơ hội mở ra cho tất cả chúng ta, đó là vật lý trị liệu làm được. Não nó rất là hay, nó rất là hay, nó có một cái chức năng á là tự bảo trì của nó. Cái vùng mà mình nói nó chết rồi đó, cái vùng nó chết á, thật ra cái vùng đó đó nó phát triển lên được là do hộ từ nhỏ mình tập. Nhớ lúc trong nơi hàm cái mẹ kia cười lên đi con, cười lên đi con, mình cười đủ kiểu chân à, cái mỏi nó ve dẫn gì con, mấy đứa nó cười đi. Là chi vậy? Nó tập phản ứng thần kinh suốt điều khiển, nó tập giống như y hệt tập chó vậy đó, tập xiếc vậy đó, không gì khác hết trơn vậy đó. Cái nó tập cười các kiểu luôn, nó cười vậy tới lớn cái biết quẹt. Cái bắt đầu ở trên não nó mới kia rồi, mày ở cái khu đó là mày quản lý tín hiệu đó nha. Bây giờ thằng đó nó tự ẹo rồi thì sao? Thì không ai làm, không ai làm. Nhưng mà khi mà mình tập vật lý trị liệu lại thì sao? Thằng kế bên nó tiếp nhận, tại vì đâu có còn thằng kinh nào cái chỗ đó để mà tiếp nhận đâu. Khi mà mình tập rồi mình để ý, mình ghi nhớ, cười là phải như vậy, cái kéo cái này lên rồi ha, cái mình ghi nhớ tất cả những cái phản ứng đó, thì thằng nào ghi nhớ kế bên. Chứ thằng kia nó chết ngủm rồi. Cái dùng não kế bên đó, cái dùng não khác nó chịu trách nhiệm đó luôn, nó kiêm nhiệm. Cho nên vật lý trị liệu sau một cái quá trình thì người đó cười được, cười bình thường trở lại được. Người đó bị lẹt hay bị nẻn hay đi bình thường trở lại được, đi được. Não có khả năng làm được đó, và 100% là như vậy. Rất là hay. Cho nên cái CPU, cái phần cứng mà hư là phải đi thay, nhưng phần cứng của não mình hư nó thay thế được, tự nó thay thế được, không cần phải tập lại được. Thấy gì đó, có người con cọp có nhúm não gì mà cũng làm, cũng sống được. Tập làm được, nó kiêm nhiệm luôn.
nó kiềm nhiễm hết vô trình đó thì dĩ nhiên rồi cần phải quá trình. Chứ bây giờ tự dưng á, mình đã tập như vậy là mấy chục năm rồi, nó quen thuần thục rồi, bây giờ cái nó ngủ đứa khác lên làm nhưng phải cho người ta thời gian tập sự chứ. Đó, chứ mới vô làm mà đầu mà xỉn như hồi xưa, sao xỉn được. À, cho nên á, nhiều khi bảo nó co cái này mà nó đi co cái khác. Không cảm. Ồ, nhiều khi kêu cười đấy mà cười miệng mớ xẹo như khóc vậy đó, tại vì nó không biết được, phân biệt được đâu là cười đâu là khóc. Khóc nó cũng vậy mà cười nó cũng vậy, nó co vậy đó. Cho nên nó phải tập lại từ từ, chứ nó hâm có được rồi. Cái tự mình để kiếm mình co mình cười. Cả ngày của mình chỉ là soi gương trang điểm cho đời im vui. Thì nó hay lắm, rất là hay. Đó, mà quý vị muốn nghiên cứu trên tử học kinh, mà quý vị mời chết luôn. Đủ quý vị nhìn thiên hạ như robot vậy. Nhìn cái tiếng nói đó mà nó cũng thiên hạ. Nghe khi là nói đi, nói chuyện vậy kinh. Mình cái hệ thống ở trên cơ thể mình toàn viên kinh không à. Thần kinh dữ lắm luôn. Chặn chịch vậy đó. Chặn chịch hết. Rồi đó là cái mạng lưới thần kinh nó gà tới già của gì. Nó len lỏi mỗi một cái tế bào. Mỗi một cái tế bào đều có cộng sỏ tới. Đó bây giờ mà quý vị thấy người ta đi tâm đồ á. Cái dây này thằng nhóc thấy chưa? Người ta gắn cắn dây á, cắn dây trên ngực quá trời luôn. Cho nó một ôm dây gì nè, là gì nghe, xưa si nghe gì với mày. Không, tự ra thì thấy rõ vậy kìa. Tôi mà đi tiêm thuốc. Thì dù cứ nghĩ đi, một tế bào có dây trên tới, một tế bào có dây trên tới, ổng sẽ dây trên tới sau 10 tế bào đó. Ờ, cho nên là khó dàn kinh nó vô từng tế bào, nhưng mà vô nghĩ là cơ thể này có bao nhiêu tế bào là hãy biết hệ thống kinh nó chinh phục này. Đó, cái gì nó hay như thế thôi bây giờ. Bổ trợ luôn kiến thức sinh học. Cái pháp bài chưa ha. Từ từ, nửa mới chiều tới sau này rồi phải chọn cái phòng sắc pháp rồi phải kêu nó tìm tài liệu những cái này. Dịch về. Hẹn quý vị trên cái môn siêu lý học ứng dụng. Cái môn đó là vừa học lý thuyết mà vừa học ứng dụng luôn. Đó là cái môn thứ hai trong cái chương trình đào tạo tâm học ứng dụng và trị liệu. Mà bây giờ mới là tâm lý rồi. Nghĩa là tôi sẽ còn thí dụ 500 anh em tham dự vô trong đó để mà cùng soạn bài rồi cùng làm việc. Ghi gì được ghi đi. Giờ tôi không biết ghi cho ghi gì. Cái phần giải thích sinh học thì nó vậy đó. Cái này là học con sách nha. Ơi, mời. Cái gì nghe không rõ. Rối loạn tình dục á. Ừ. Là do tính tình dục nghe ra. Ừ. Đây là cái hình tôi có gửi link ở trên Google Meet cho các bạn đó. Ai muốn sao về để mà tìm hiểu lưu gì đó để chụp màn hình nó có rõ. Cái trang này là cái trang mà tôi thường sử dụng hình để giảng dạy nhiều lắm. Mà khi mà học cái bài sinh sản đó tôi cũng lấy từ trong đây nè. Nó hệ cơ quan nó nằm trong đây nhiều lắm. Nên quý vị cứ tìm đi trong đó nhiều. Mỗi người mỗi người nói thôi. Cặp đạo cái trường lực thôi là dù dũng mà nghĩ cái người nó tự quá rồi luôn ha. Hay là đúng mình giá, mình đi giá được. Tôi nãy tôi nói đó, cơ thể mình nó có cái khả năng tự điều chỉnh là điều chỉnh não riêng cái bộ phận đó rồi. Riêng cái bộ phận đó là nó kiêm nhiệm được, còn tất cả những bộ phận khác trên cơ thể nó không có khả năng đó. Ví dụ cái tay vô cục rồi nó không mọc ra tay mới được. Hiểu không? Rồi cái tim vô mà nó đơ rồi không có tự nó mọc ra cái tim mới được.
cái ruột dù mà nó hư rồi nó không mọc lại cái ruột mới được. Cái thận dù mà nó banh rồi nó không có mọc lại cái thận mới. Nó không phải là nó mượn cái bọng đái làm thay cái thận không có làm được chuyện đó nữa. Nó vậy. Chỉ riêng đối với cái não mà. Tại vì não là hệ thống trung ương kinh đặc biệt. Cho nên nó có cái khả năng bảo trì đó của nó. Chỉ riêng ở đây. Nó để gì? Nó duy trì sự sống mà. Duy trì sự sống. Cho nên tôi nghĩ cái phần mà sắc mạng quyền á, nếu sau này quý vị học tới đó, sắc mạng quyền là thứ các vật chất mà dùng để duy trì sự sống á, thì tôi nghĩ nó sẽ nằm ở não. Còn cái sắc vật á, tôi nghĩ là nó nằm ở tim máu, máu tim. Rất là hay dùng nó phối với tâm lý hành trình bây giờ để mà nó bỏ ra nó như vậy. Đã lắm. Cho nên cũng gán cầu nguyện để cho bà Trương bà đậu vô cái chuyên ngành này có người bên một cái nhãn khác để mà nghiên cứu. Tại vì bên đó nó cũng có nhiều cái nghiên cứu độc đáo và thú vị lắm. Nhất là bây giờ đặt sách là sinh lý học hành kinh dịch Việt về có mấy cuốn à. Có mấy cuốn mà không có nhiều, tôi có được hết. Còn lại sách tiếng Anh, tiếng Pháp. Tiếng Anh, tiếng Pháp, ai biết tiếng Pháp á. Đọc đây y của Pháp, sách Pháp nhiều lắm. Pháp nhiều lắm kìa. Gắn đi. Chưa hồi để mình biết cái Pháp mà ông già gì chưa. Tiếc lắm. Giống như chưa nó bảo chị nó vậy, học 4 năm tiếng Anh cuối cùng ra được tiếng cơ, tiếng Anh chữ đó lại vậy. Nó muốn xỉu. Nó phải học vậy thôi. Nghe người ta nói biết phải nói tiếng Anh. Nên chị không có kinh nghiệm học nha. Sao được. Người ta mới nói mà viêm tay giữa đó là cái phần tay giữa trên nãy đó. Ung nước của dương. Ăn nước có chua qua cái bàn nhĩ không ấy? Mà vô sẽ không có nghe được nữa. Tại vì vô đi nước nó kèm. Nó được ù. Nó không nghe đâu. Cho nên anh thay này nó không có dài. Nó nghe ồ. Cho nên âm thanh nó chìm vào nước rất là kém. Cho nên ở trên rất là ồn luôn đó. Nhưng mà ở dưới mình nghe rất là hết. Chúng ta nói lỗi tai mà nó có gì bảo vệ nó ha. Thì âm nó to rồi nó là sao? Nó có nguyên cái hệ thống xương đó. Nó bảo vệ rồi cho những cái sự va đập mạnh. Còn con này con kia thôi mới là không có. Đó nó cũng có một lớp lông mỏng nhưng mà nó không có đủ. Đã có lông mỏng rồi cái hệ thống mà mình gọi là gáy đó. Để nó chặn. Đúng rồi, để mà nó bảo vệ. Chứ đừng có tưởng nó là chuyện ở không, nó ra gì không có đâu. Đó là sự bài tiết của lỗ tai của mình. Và tất cả những cái vật chất lạ bên ngoài mà nó không nhận vô á. Nó hay quá. Tại vì cái gì ăn thì vô thì nó cũng có đi ra. Đó, đi ra của cái lỗ tai. Thì được có con này con dưới xưa lên nó thở, nó càng đi sâu thì nó càng ngọt. Áp lực bên trong nó càng áp lực nó càng. Cho nên quý vị thấy quý vị mà lặn xuống nước đâu có vô được. Là do áp lực. Là do áp lực. Áp suất á. Áp suất bên trong nó cao hơn bên ngoài. Cho nên khi mà mình lặn xuống nước nó không vô được. Hay lắm. Chứ hồi có gì lặn xuống xong cái lên chị dở cái nước nó chạy tỏn ra trời ơi trời. Chắc băng mà nghỉ luôn. Nào uống. Đó cho nên hay tới ngoại khóa đi về lặn á. Cái này mở hả? Mở, mua mở. Trời ơi mở thì ghê quá. À, cho tất cả thằng tinh thần. Thằng tinh thần đi nhắc tôi nha, tôi cho coi giải phẫu. Cho giải phẫu người tôi kiếm ở có mấy cái liếp nữa, có hết. Mình gỡ cái lớp da ra lớp mỡ mình có mỡ. Nếu như mình mỡ màu vàng
Du cứ tưởng tượng như là Du có thường hay mua hàng đó, luôn luôn có một cái lớp xốp, lớp bấm bập á, ở ngoài nó bảo vệ y như vậy với con người. Quyền cái lớp ngoài chúng ta mô mỡ, mô mỡ dỡ gỡ cái da ra, chúng ta gọc ra, chúng ta chịu gọc ở đây thành cái chúng ta tuốt ra, chúng ta rửa nó, ta dỡ ra gì này đó, dỡ ra gì này sẽ mở cái lớp dày, rồi lấy nguyên cái lớp dày mở. Thì dĩ nhiên dây tinh nó xuyên qua mở nó ra da, xuyên mở ra da, xuyên qua mở ra da, như vậy đó. Cho nên nhìn nó chi chít dễ thương. Không có cái lớp mỡ đó đó mình sẽ bị tổn thương bên trong. Cái nhiên mỡ nó sẽ bị tổn thương. Đúng rồi. Nè giống như mấy đứa ú ú nè, mình quýnh vô nó cái nó đàn hồi bụng. Đau biết đau. Đó. Nó đàn hồi. Mà nó té xuống cái nhà nó bụng. Bụng nó là sai. Niệm là sai. Niệm là sai tự nhiên. Chính xác đúng rồi. Bình thường mình vẫn có, cho dù người ốm hay cỡ nào nó cũng có lớp đó. Và cái lớp đó là lớp dự trữ để mà có làn đói nè, 145 nó trở lại đó, là cái lớp đó nó tiết luôn người. Ừ rồi. Cũng khó đó. Gắn đi, gắn chờ tới cái ngày đó đi nha. Chào 7:30 luôn. Có chú dẹp ba lươi như vậy khỏi ghi giờ dưới dẹp à. Còn một đám nữa, còn một ghi được khúc. Ghi một bước khúc với cái hình à. Ba lươi một ba lươi. Vô mở hoạt ra, có cái hình nghe. Không dễ được. Để thôi về má hỏi nay học được gì, đưa ra có mấy câu vậy má nói, má cười vô mà. Đi học đến ghi bài về khen má. Nàng học nhiều thứ lắm. Thôi bữa sau mình tiếp. Mai nhiều. Cái gì mình nhìn cái gì thấy con ốc tai nó được bảo vệ được một lớp xương. Cái này là gì? Cái ống. Ống máu á. Ống trời, cái máu bự vậy hả? Xuống dưới cỏ. Trời. Trời, cái này nó phóng to lên mà con. Nó phóng to lên nó gì nó ngồi được khóc. Như này ăn được rồi đi rồi. Trời. Mình cho cơ thể mình có nhiều ốc lắm nha. Một ốc tai này cho người ăn được không hả? Không. Ốc heo. Nó cứng hay nó mềm? Ừ, dĩ nhiên là nó mềm quá. Cơ cho nên xung quanh nó xương bảo vệ cho nó. Có cái xương nó bảo vệ cho nhìn thấy xương không? Xương nó là dạng xương khối á. Thế là một khối xương cái nó khoét lỗ trong ốc này. Không phải là gác là. Chứ không phải là gác. Xương gác là tại sao là nó bị chích cái là nó mở ốc tai liền. Chích xương mở ốc tai liền. Khối lỗ giữa. Đúng rồi, nó gắn vô vậy đó. Giống như thiết bị tinh học vậy đó. Có những cái chỗ là phải đút nguyên khối. Rồi cứ nhét vô sẽ bị ui trong đó. Cắt lỗ lỗ thì đưa dây ra. Cậu đưa dây ra đúng rồi đó, ghim ra, ghim xuống, ghim các kiểu vậy đó. Cái gì nó quan trọng. Thầy, cái máy chạy xuống đó thì nó hỗ trợ vô một phần nào. Nó quách đại âm thanh. Nó quách đại âm thanh vô nhiều hơn. Ví dụ như âm thanh đó là 10 dB là mình nghe được rồi. Nhưng với cái người bị điếc á, tức là hệ thống tinh ta đơ rồi. 10 dB mà nó vô tới cái ốc tai nó còn 0 dB. Khỏi nghe. Nghe không? Nguyên hệ thống quách đại hư. Thế nên bây giờ cần lấy bên ngoài vô, khuếch đại vô bên trong ra 100.000 dB. Vô như vậy là nó vô tới cái ốc tai vậy là nó còn lại 10 dB. Cũng được, nghe được. Là nghe được, hai cái nó truyền vô trong kia nè.
hay vậy đó. Sao tới quý vị hỏi về cuối cùng cái bản chất vẫn là nó nằm ở não. Dây chính nó cũng chỉ về não. Vậy thì bây giờ nó thay thế được cái óc tài được. Được nha. Thời điểm hiện nay là hệ thống khoa học đương đại nó thay thế mắt, nó thay thế tai nha. Nó đang nghiên cứu và mắt nó đã làm được rồi. Bây giờ nó đang làm tai. Tôi chưa theo dõi, hôm nay tôi không biết nó đến đâu rồi. Mắt là nó làm được, tức là chiên. Dù không cần nhìn bằng con mắt này nữa. Nhìn bằng cái gì? Yeah. Nhìn bằng con mắt. Chết rồi, gắn một cái cây anten trồng ở đây có cái camera này. Nhìn rất là ngoài y gan vậy luôn. Khoét cái xương não. Khoét cái xương não gắn chip vô trên não. Chiền ra ngoài có một cái cây inox chiền ra. Rồi cái ở ngoài này gắn cái camera. Camera nó quét. Nó quét, nó nhận, hay nó nhận cái cảnh đó, nó truyền theo hệ thống thông tin. Quỷ nhiệt nó sẽ theo cái ống đó là nó đã có các cái con chip để mà nó phân hóa về ảnh đó đó, thành tín hiệu thông tin. Và tín hiệu thông tin nó truyền trực tiếp lên não, não xử lý truyền cho ra. Không qua con mắt nữa. Vậy hay ghê chưa? Nó chỉ lấy thêm con mắt làm sao? Mình không hiểu nữa. Đi lao được. Đã có cái mình làm cái vụ như bà con che con mắt. Okay, nó vậy đó. Ghê hả? Sau cấp bây giờ người ta không cần xài luôn. Da trực tiếp vô não luôn. Miếng còn bộ chỉ huy là xài được rồi. Mở bức bộ chỉ huy mới là ngủ. Cái này chắc nó được. Còn cái đầu quá. Đúng hả? Ê, ngồi chịu trái tim. Ừ, ngồi chịu trái tim. Não là trái tim. Não là trái tim. Hai cái đó quan trọng. Sắc mạnh gì mà sắc ký giận. Là mở nè. Chơi tâm lúc nữa. Nên là cái gì mà học vô sinh lý học kinh, cái gì gác với siêu lý. Trời ơi, nó hay kinh khiếp. Giống bên học phần cứng, bên học phần mềm vậy đó. Thì siêu lý gì học là phần mềm. Phần cứng của vậy học trong siêu lý nó gớm qua xíu à. Tại vì phần mềm ai mà học sau này học lập trình á, thì học phần mềm á, thì cũng phải biết phần cứng. Cũng phải biết phần cứng nhưng biết cơ bản thôi, không cần biết nhiều. À, dù biết được, à muốn xài cái đó, dù yêu lập trình cũng cần cái đó thì dù phải cài con chip gì, bla bla bla. Thì dù biết vậy thôi. Đó, dù chỉ biết vậy thì cũng giống như học siêu lý vậy đó. Dù chỉ biết sắc pháp nó có sắc vậy đó, trong đó nó có sắc đó, nhắm tới như đó. Vô đâu vô nghiên cứu phần cứng. Nhưng mà y phương minh là nó đi vô nó nghiên cứu phần cứng. Y phương minh là nghiên cứu phần cứng để mà nó chữa phần cứng mà. Cho nên hồi thời kỳ Ấn Độ đó là có cái đó trong các loại minh đó. Người ta phải biết đó. Thì nó có y phương minh. Hay lắm. Rồi có nhân minh. Nhân minh là cái mà mình học từ lũng ấy. Nhân minh là y phương minh. Nhậu minh, công cảo minh, dân. Nó hay lắm. Thôi từ từ ha. Bây giờ mình còn sống dài để mình học. Đó thì quý vị ha, mình đi chỉ cái chuyện đó là để học. Để học được biết. Thôi nghĩ với bà My chút xíu bà còn dạy tên ly nữa. Chiến diễn đàn đồ lắm. Bye bye quý vị. Giờ mỗi ngày mình xài toàn là máy móc rồi. Xài toàn. Ủa có học cái lị hả? Con về cho mẹ đi. Mẹ đi bệnh viện cẩn thận, thất nghiệp đúng lắm. Thì còn có cách đi hết cái siêu thị rồi đó. Bệnh viện rồi đó, cách đi hết rồi. Bây giờ mình đi mua đồ để mình dự trữ ra. Thế thôi phải chào người ta đừng nào có cái này nè.